Sân vận động Đồng Nai được xây dựng từ đầu những năm 2000 trên khu đất rộng 5,18 ha, nằm trong khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai với quy mô 45,75 ha tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Với sức chứa 20.000 khán giả, sân vận động Đồng Nai trở thành một trong những sân vận động lớn của khu vực miền Nam. Dù có thiết kế 4 mặt khán đài, nhưng thực chất chỉ có 3 khán đài BCD là đạt tiêu chuẩn. Khán đài A rất nhỏ, với sức chứa không đáng kể, chỉ một phần nhỏ khán đài A được lắp đặt ghế ngồi. Năm 2013, sân Đồng Nai đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng với kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Với công suất chiếu sáng 1.400 lux, biến nó trở thành một trong những dàn đèn tốt nhất ở các sân vận động tại Việt Nam. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ Đồng Nai, đội bóng đang chơi tại giải hạng nhất quốc gia của Việt Nam. Nhiều khu vực của sân vận động Hà Tĩnh đã xuống cấp khá nhiều dù sân vận động này mới được tân trang lại vào năm 2019. Rất nhiều vết nứt lớn xuất hiện ở khu vực tường bao trên khán đài sân vận động. Phía trong sân, đường pitch đã bị hư hỏng nặng, mặt thảm bị bong chóc từng mảng. Việc lớp thảm cao su đường chạy bị bào mòn, hằn lún, bong chóc khiến vận động viên rất dễ gặp chấn thương. Tỉnh Hà Tĩnh đã có chủ trương lắp đặt toàn bộ ghế ngồi trên khán đài sân vận động. Tuy nhiên, chưa có thông tin về thời điểm triển khai dự án.